Xin mến chào các bác, chào anh em yêu audio. Lâu rồi cũng cũng không lên sóng. Đợt này nhập hàng về nó cũng dội quá cho nên là cũng 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 cân nhắc nhập ít và nhập từng món này các bác, không có nhập lô lô lốc lốc như đợt trước nữa. Xin này xoăn xui này. Hàng này mới về anh em nhé, cái lô này lô mới đấy. Này là Bioner này là 700G này. Này 700G ha. Bioner Cat. Hàng này Cat. Cat. Cặp này ITT này. ITT. Cặp này ITT Đức nữa ha. Cần tông Đức luôn này. Cần tông Đức này. ITT này. Vì sân xui Builder này nó mất cái chép tên như là anh em nào mua thì Builder A700 này 12 đồng. Thằng này 2 AR2AX nhỉ. Này có một cặp. Một cặp sân xui. Cối thì có một cái một technique anh em ha, 744U này là 4 vu. Chiếc này 5 đồng. Còn AK650D cái chiếc này lên coi như 20 anh em ha. Rồi, anh em kết tiền liên lạc ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em ha.